Chúng ta biết rằng là gì, cái nhu cầu làm đẹp thì ngày càng cao, và cái vấn đề thẩm mỹ răng thì nó là một cái nhu cầu mà trở thành là gì, tất yếu. Và chúng ta thấy rằng là gì, cái vấn đề làm đẹp răng thì nó rất là đơn giản. Nếu chúng ta làm đúng cái vấn đề chỉ định thì cái độ bền của răng sứ rất là cao. Nếu chúng ta làm sai thì cái vấn đề mà sao gây hậu quả vô cùng lớn. Bởi vì cái quá trình mài răng nên cái hàm răng của chúng ta thì là cái vấn đề xâm lấn không hoàn nguyên. Vì vậy, trước khi mà chúng ta quyết định làm răng thì việc mà mấu chốt của chúng ta phải đi lựa chọn đó làm sao? Phải được thăm khám của bác sĩ. Chúng ta lên mạng tràn lan, chúng ta thăm dò, chúng ta hỏi, rồi chúng ta làm sao? Được các cái bạn sale tư vấn. Và khi người ta đã tư vấn cho các bạn như thế rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Các bạn có muốn làm hay không muốn làm thì người ta đều muốn dẫn dắt các bạn để làm răng sứ thẩm mỹ. Vậy thì cái đầu tiên hôm nay các bạn phải nhớ, trước khi chúng ta quyết định làm răng sứ, chúng ta phải xem cái hàm răng của mình như thế nào. Thứ nhất là hàm răng của bạn có đều hay không. Cái việc sắp đều các cái hàm răng trên cung hàm là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nhớ nhé, cái vấn đề sắp đều trên hàm răng là vô cùng quan trọng. Các cái răng được sắp xếp đúng chỗ. Nếu chúng ta mà cái hàm răng bị chen chúc thì cái đó là một cái rất là tệ hại khi chúng ta làm răng sứ. Hay là hàm răng chúng ta bị móm, nó cũng là cái mà vô cùng khó làm. Cái hàm răng của chúng ta bị hô quá mà chúng ta mài tủy ép vào thì cái đó cũng là một cái tệ hại khi chúng ta làm răng sứ thẩm mỹ. Vậy là gì? Khi chúng ta xác định được chúng ta có làm được hay không thì chúng ta phải xem chúng ta có bị trong những cái tình trạng đấy không. Hô, móm hay là lệch lạc răng, nghĩa là chen chúc răng ấy, thì tuyệt đối không có làm răng sứ thẩm mỹ, nghĩa là không có làm dán hay làm bọc cái gì cả, chúng ta không có làm. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta phải liềng răng trước, chúng ta có thể sắp đều các cái răng, sau đó chúng ta làm răng sứ thẩm mỹ. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai mà khi bác sĩ Trung làm việc với bệnh nhân ấy, thì rất là nhiều bệnh nhân bị khớp cắn. Nghĩa là khi chúng ta làm hàm răng ra thì cười rất là đẹp, nhưng lại không ăn nhai được, đau. Đau rất là nhiều. Và cái quá trình đau đó làm ê buốt tất cả các hàm răng của chúng ta. Và thậm chí là gì, có những bệnh nhân này gì đau mỏi không há được mồm. Nghĩa là cái chỗ phần khớp ở phần nắp răng mang tai này nó đau. Vậy là chúng ta phải kiểm tra lại xem là gì. Bây giờ xem là kiểm tra há miệng, xem là chúng ta có há miệng bình thường hay không. Nếu như chúng ta đau ở cái vùng nắp tai này này, hoặc là chúng ta há miệng là nó khó khăn, thì cái việc đó chúng ta phải thật cẩn thận khi chúng ta làm răng sứ. Bởi vì cái khớp cắn bình thường nó đã không tốt rồi, nếu chúng ta mà làm răng sứ mà lại không có cái chỉ định, hoặc đặc biệt là bác sĩ lại không có hiểu về khớp mà lại thay đổi tiếp cái khớp của chúng ta, thì chúng ta càng khó khăn hơn. Chỉ trừ khi mà bác sĩ điều trị khớp của chúng ta mà phải thay đổi lại cái khớp cắn tầng mặt, thì lúc đó gọi là gì, điều trị cái răng sứ đó theo cái khớp cắn. Cái đó rất là quan trọng. Vậy là cái yếu tố thứ hai chúng ta phải để ý là vấn đề khớp cắn. Yếu tố thứ ba là chúng ta phải chú ý là gì, chúng ta phải tìm được cái người quen, người thân của chúng ta đấy, làm về nha khoa, có thể là lab, cũng có thể là người sản xuất răng, có thể là gì, cái người làm trong ngành y, hoặc là có những bạn bè làm nha sĩ, thì việc mà tư vấn như thế rất là quan trọng. Chúng ta phải chú ý nhé, cái người bác sĩ phải có tâm để chúng ta làm sao tư vấn cho chúng ta có quyết định làm hay không. Bởi vì thường rất là nhiều người thân của bác sĩ Trung là gì, đến bảo bác sĩ Trung làm cho răng, nhưng mà là gì, mình từ chối, mình bảo là gì, cái này của anh chị có vấn đề, các anh chị không nên làm. Bởi vì khi đó nó sẽ mang lại cái hạnh phúc cho bệnh nhân. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân đã trả giá, mặc dù đến với mình khoảng 3-4 lần rồi, nhưng mình đều khuyên là không nên làm, nhưng mà vẫn cố tình đi làm. Thì lúc đó là gì, nó sẽ xảy ra cái tình trạng về khớp cắn, rồi là vấn đề đau và ăn nhai, rồi chết tủy, tất cả mọi cái nó xảy ra rất là nhiều. Vì vậy khi mà chúng ta quyết định làm răng sứ thì chúng ta phải nhớ ba cái điều đó. Một yếu tố thứ tư là chúng ta phải chú ý là gì, chúng ta đã có một cái hàm răng trong bao nhiêu năm đấy rồi. Vậy chúng ta phải, khi chúng ta đầu tư cho một cái hàm răng của chúng ta thì chúng ta phải đầu tư thật xứng đáng. Ví dụ chúng ta chọn cái lựa cái loại nó phù hợp với hàm răng của mình, và chúng ta phải làm sao đầu tư nhiều thời gian hơn. Nghĩa là chúng ta không làm vội vàng. Nhiều khi chúng ta làm một cái hàm răng của chúng ta có thể mất hàng tuần liền. Nghĩa là chúng ta phải làm thật là kỹ lưỡng, để chúng ta khi chúng ta lắp được cái bộ răng xong thì chúng ta có thể ăn nhai thoải mái và nó có độ bền nhiều năm. Thì đấy là cái chia sẻ của bác sĩ Trung. Thì chúng ta sẽ làm sao cố gắng để thực hiện cái quá trình làm đẹp bằng sứ thẩm mỹ, thì chúng ta phải lưu ý. Nếu chúng ta đã xem hết được video này thì chúc mừng các bạn, để chúng ta có được cái lựa chọn, quyết định khi chúng ta lựa chọn làm răng sứ thẩm mỹ. Và hy vọng chúng ta có một cái nụ cười rạng rỡ. Xin cảm ơn các bạn.